Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hương Giang trước khi cặp kè với CEO Singapore, dùng tiền hai đại gia để chuyển giới trước khi hẹn hò cùng CEO Matt New. Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã có những cuộc tình chớp nhoáng, trong đó hai vị đại gia ở quá khứ từng là người cho cô tiền để sang Thái Lan phẫu thuật. Hương Giang là minh chứng rõ ràng cho sự cố gắng không ngừng nỗ lực để thay đổi bản thân. Để có được thành công hiện tại, cô đã trải qua nhiều đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, mà trong đó ca đại phẫu thuật chuyển giới đã giúp người đẹp tìm thấy phiên bản hoàn hảo của chính mình. Không chỉ lận đận trong sự nghiệp với tình yêu, Hương Giang cũng nhiều lần đau khổ lẫn tiếc nuối. Ngoài clip này là chàng trai đầu tiên được Hương Giang công khai với báo chí, ít ai biết rằng hoa hậu Hương Giang từng hẹn hò với hai đại gia và được cưng chiều hết mực. Điều này được chính cô thừa nhận trong tự truyện Tôi vẽ chân dung tôi ra mắt năm 2014. Với số tiền ít ỏi từ việc đi hát, Hương Giang phải nhờ đến các mối quan hệ tế nhị để có tiền tiêm hormone nữ và sang Thái Lan chuyển giới. Lần đầu tiên trong cuốn sách đặc biệt này, tôi muốn tiết lộ những mối quan hệ tế nhị mà người ta cho mình cơ hội kỳ lạ. Có những người rất giàu và có sở thích kỳ lạ, họ chỉ thích người giả gái dù bản thân yêu phụ nữ. Đời tôi gặp hai người như thế, họ thích sờ mái tóc của tôi, thích ngắm tôi và dành những cử chỉ thân thiết đặc biệt. Người đầu tiên là một doanh nhân thành đạt đến bên mình khiến tôi hạnh phúc vì có người đàn ông giàu có chấp nhận, vân vân. Tôi dùng số tiền của người đàn ông này mua những trang phục thật đẹp và nhiều màu sắc, phấn trang điểm, buộc tóc, giày cao gót, vân vân để diện vào khi gặp họ. Cảm giác an diện để một người đàn ông nhìn ngắm rất thú vị. Nhưng rồi khi phải dừng lại, khi những cảm xúc còn đong đầy, tôi thấy hụt hẫng. Những bất ngờ lớn trong cuộc đời tôi có lẽ là chuyện một ông hiệu trưởng khá giả của một trường đại học ở Hà Nội rất thích và có cảm tình với tôi. Theo tôi biết, ông ấy là người kín kẽ, không hề biết gì chuyện trai gái, cho đến tận khi gặp tôi mới muốn tận hưởng cuộc sống. Chỉ trong ngày đầu tiên gặp nhau, nhưng họ cho mình quá nhiều tiền và muốn hẹn gặp tôi trong những lần kế tiếp. Dường như một người muốn yêu lại từ đầu, nên ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho tôi như người mới biết yêu. Sinh nhật hay bất cứ dịp gì, cho tôi rất nhiều tiền và quà có giá trị, Hương Giang tâm sự. Hương Giang và chàng Việt Kiều Chris này đã gây tiếc nuối khi chia tay sau nhiều năm hẹn hò. Hiện cả hai vẫn giữ được mối quan hệ khá tốt. Thậm chí khi biết Hương Giang liên duyên cùng CEO Matt New, anh cũng gửi lời chúc mừng đến người yêu cũ. Anh Chris là một trong những trường hợp đặc biệt. Anh đã cùng với Hương Giang trải qua rất nhiều thử thách trong cuộc sống. Đến giờ khi đã chia tay rồi, gia đình anh Chris vẫn quý Giang và anh vẫn thường xuyên liên lạc. Trong quá trình Giang tham gia cuộc thi, anh Chris vẫn nhắn tin thăm hỏi động viên Giang cố gắng. Hương Giang và bạn trai Matt New hạnh phúc. Sau chương trình, người ấy là ai? Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.